đổ đây đi. Bạn cần biết tôi thì sao mà đổ được anh? Bọn em đóng cửa thì phạt, mà bán thì tăng ngàn hết không đủ. Bán cần hiển tivi thì em đổ cái đinh của em đâu có về cái này anh cũng đổ đi thôi. Khổ là bọn quản lý bình thường thấy bọn em đóng cửa thì là phạt bọn em. Là bọn em xăng một ít, không đủ bán cả ngày, đi ra thôi. Anh hiểu không? Giờ em chạy từ đây đến làng em phải đủ 5 chủ à? Thì chấp nhận chứ bọn em đâu có đóng cửa thì không đóng cửa được. Đấy anh hiểu vấn đề của em là vậy. Thì cho mình hỏi rồi anh em có quy định không vậy? Không nhé. Không có quy định. Đấy là quản lý thị trường á, họ thông báo của mình vậy hả? Để đóng cửa rồi nhập hàng hả? Thì là không có xăng cung cấp cho dân. Thế cho em, chạy từ đây ra làng em phải kẻ vô đi chạy đổ thôi. Không, dường như ở đây chỉ có cái mỗi cái xăng này là mình ra quy định rồi. Cái xăng Đức Long Bảo Lộc hả? Đổ 30.000 hồi nãy ông đổ bao nhiêu? Nãy bạn đổi đổ 30 thôi hả? Chỉ được 30 à? Không cho đổi nhiều. Anh đổ cho em được cái nào đổ 30 được? Cái xe 95, 92 rồi gì đầy đủ là cũng chỉ có 30 thôi hả? Đi đổ 30 đi, đi làm thôi. Có quy định là ta lần đầu tiên mình quá thích nó sang giờ Đức Long rồi thôi giờ đi rồi. Ủa, xe tải xe đồ đổ hay sao anh? Xe tải xe khách đồ đổ hay sao? Tối đa được 500 thôi. Đó, xe cố là sổ, và là từ xin sổ 500 thôi.